Này, băng keo em sẽ băng keo này, nhìn này, này cháy là không cách gì thành than này. Rồi ok, chào em nhé. Thì hôm nay thì mình mới nhận được một con máy của anh Thảo đây. Rồi cho em xem nhé. Thì đây là con máy của anh Thảo ở bên Hà Nội nhé. Thì con này là lỗi là không băm này, điện ép ra cao này, không chỉnh hạ được này. Đấy, rồi nó bị rít lên này. Rồi cuối cùng là lỗi nó không đo điện nhé. Ok, rồi. Thì con này là con máy của anh Thảo ở bên Hà Nội. Đấy, tình trạng thì mình cũng cho anh em xem rồi. Rồi, thì sau khi mà mình mở máy ra nhá, thì nó như này đây. Đấy, bên xung quanh hộp là nó bám bụi đen này, thấy không? Bụi đen này, đấy. Rồi. Thứ hai nữa là cái tình trạng là anh em xem cái quả biến áp này, nó cháy đen thui này, thấy không? Này. Thứ cấp là cháy đen nhá. Này. Cháy không còn gì này, thấy không? Đấy, này. Anh em xem ký cái phần biến áp là nó cháy không còn gì nhá, cháy đen luôn nhá. Đấy, nhìn này. Cháy là giấy là cháy cả ra ngoài này, anh em xem này. Giấy này cháy hết này, nhìn này. Đấy, rồi đầu tiên là thấy là quả biến áp là cũng coi như là phải quấn lại nhé, quấn lại rồi. Đấy, con này thì tí nữa mình sẽ vệ sinh sơ qua cho nó sạch nhé. Rồi thứ hai nữa là kiểm tra lại cái phần máy này rồi căn chỉnh lại nhé. Đấy, thì con này đã đánh thì một là nó bị có thể là do sai nước thì nó mới lâu ngày, cái này nó sinh nhiệt này nó mới bị cháy đen này. Ok, thì tí nữa mình sẽ căn dòng nó lại nhé. Đó, cái lỗi này thì nhiều anh em ấy là hay dùng cái lỗi là đó chính là đẩy dòng quá cao, mà máy mà đẩy dòng quá cao ấy thì là nó sẽ rất dễ bị quá nhiệt biến áp và cháy biến áp. Ok, chứ còn bên Hà Nội thì mình nghĩ là nó chỉ ở vùng nước ngọt thôi chứ không có mặn lợi gì đâu. Ok, rồi đấy, thì giờ thì mình thử bung cái máy cho em xem cái bên dưới của nó xem nó có bị chảy cái gì nhé. Đây thì là nhiều hôm bữa là có một bác bảo là mình cứ tập trung làm đi, đừng có nói nhiều quá, nhưng mà thật sự nếu mà không nói thì nhiều anh em lại thấy nó bị nhàm chán ấy. Đấy, cái clip mà không nói gì thì tất nhiên là coi nó sẽ bị nhàm chán rồi, và nhiều anh em mà không hiểu luôn, nhiều khi bác ấy hiểu nhưng mà nhiều anh em không hiểu mình đang làm cái gì. Đấy, cho nên bắt buộc là phải nói thì người ta mới hiểu luôn. Ốc rào nhá, giờ mình bung mấy rách cắp này ra nhá. Đấy, ok, rồi đây cái dây vợt này thì khoan luôn vào cả cái ốc này. Đấy, ok, đấy con này chắc chắn là phải cuốn lại biến áp rồi, chứ để vậy là đánh là chết phép tiếp. Đây anh em xem này, biến áp này, đấy quả biến áp là cháy không còn gì này, thấy không, cháy đen thui luôn này. Ui rồi, đây là cái này là bị nắp dây đồng hoàng nhé, nhưng mà nó còn cháy này, em hiểu là cỡ nào nhé. Ui dồi, cháy đen thui không còn gì luôn. À đây nhá, đây là cái sai lầm của nhiều anh em này, cũng như là một là của bác này, hai là của các thợ nhé. Đây này, đó chính là gắn cái cuộn cảm đầu ra mà xét với lại cái phần dây thứ cấp này, anh em xem này. Đây, đây chính là cái cuộn cảm chống sốc đầu ra này. Này, đầu ra nó được nối thông qua cái cuộn cảm này và nó được đi ra vợt này, nhưng mà bác này nhá, bác thợ này là gắn luôn cả vô cái phần dây thứ cấp này. Đây này, đấy anh xem nhá, nó gắn khít liền luôn này, thấy không, không hề có một cái miếng gì đó để mà nó che luôn, gắn khít liền luôn. Đấy, đây là cái sai lầm của anh em ráp máy, cũng như là của anh em ông nào ráp máy này thì đây là sai lầm nhé. Đây anh xem, anh em xem này, đấy cái cuộn là chống sốc đầu ra mà gắn sát luôn cả cái cuộn thứ cấp này. Đấy, anh em đừng có tin tưởng dây đồng này nó cách điện tốt nhá, nhiều khi nó cháy nó bị chóc ra nó sẽ bị phóng điện qua, mà anh hiểu rồi, cái cuộn thứ cấp này nó là cái dòng điện xoay chiều, còn khi mà qua cái phần băm rối thì nó là một chiều, tất nhiên là khi gắn như đây ấy, mà nó bị xước ấy, thì nó sẽ phóng qua, đấy nó sẽ phóng qua, bởi vì lúc này nó đang là dòng điện xoay chiều và một chiều nằm gần nhau chứ không phải là cái cuộn một chiều không. Ok, cho nên em gắn kiểu này ấy, chắc chắn luôn là khi mà dây đồng nó xước ra nó sẽ bị phóng điện và gây ra hiện tượng là nó bị chập mạch, ngắn mạch và gây ra chết phép. Đấy, hoặc là bị cháy cái cuộn thứ cấp như vậy. Đây nhá, anh em ráp máy mà không để ý về cái hậu quả sau này, anh em cứ lắp ẩu như vậy là có chừng nhé. Và nói chung là mạch này thì tình trạng là còn ngon nhé. Đây này, phần dưới nhìn cũng ok này, nói chung là cái máy này ấy, cái bác thợ này ráp máy, nói chung là nó ok đấy, ráp cũng ok, nhưng mà nó chỉ một phần ấy là mình thấy là nó không ổn ấy, đó chính là cái phần này là cái mình thấy là không ổn nhá, lắp nó không được an toàn nhá. Đấy, lắp khít như vậy là không an toàn nhá. Đấy, đúng ra phải lắp như cái phần này là nó ok nhất, còn lắp như vậy ấy, thì nó sẽ không an toàn. Đấy, nó sẽ bị phóng điện ngay nhá. Đây này, ui rồi, con này là cháy luôn cả cái phần sơ cấp này, thấy không, chỉ là cháy luôn cái chân đen thui này, con này là bị chập biến nắp này nhá. Đấy, chập luôn này. Thì bây giờ thì mình sẽ thành mình kiểm tra rồi vệ sinh lại máy cho nó sạch sẽ nhé, cũng như là vệ sinh cái hộp này cho nó sạch nhé. Đấy, nói chung máy mình làm thì lúc nào nó cũng sạch sẽ và nó đẹp hết. Ok, rồi giờ mình tiến hành mình kiểm tra luôn cho khách nhé. Ok, mình vừa mới tháo cái lô phét ra với lại cái miếng nhôm ra nhé, rồi biến nắp ra này. Nói chung là mình vệ sinh làm sao cho máy này nó sạch nhất có thể nhé. Đấy, ok, rồi tí tháo cái phần tụ ra kiểm tra rồi vệ sinh sơ luôn, cũng là làm cho nó ngon lành nhé. Nói chung là tay mình đụng vô thì lúc nào mình cũng muốn máy người ta hoặc máy mình ấy, nó lúc nào nó cũng sạch sẽ hết. Ok, rồi chung là tính trước giờ vậy rồi cho nên là không thể nào mà bỏ đâu. Ok, đấy cứ phải sạch sẽ trước nhé. Rồi đây nhôm cũng vừa tháo ra đây, vệ sinh sơ qua nhé, đánh bụi nhé. Ok, rồi còn cái lô phét chân dài này thì tí mình sẽ đo đạc lại, kiểm tra lại cái nội trợ nhé. Con này nó dùng con 3205 nhé. Rồi còn cái phần biến ép này cháy đen thui này, không còn gì nhé, cái này là chắc chắn là phải cuốn lại rồi. Đây này, đây cho anh em xem cái lô dây của nó này, cháy không còn gì luôn, đen này như củi than này. Đấy, mình đang đeo khẩu trang cái nằm hít cái bụi vô là coi như là chúng ta ung thư phổi đấy, nó rụng nó không còn gì này, thấy không. Đấy, rồi cái thứ hai nữa là anh em xem này, ui giời bạn này, quá bẩn luôn. Rồi em xem đồng lá mà nó cháy không còn gì như này, em hiểu là nó cháy cỡ nào nhé. Này, đồng lá là cháy băng keo này, băng keo cháy là không còn gì nhé, từ trong ra ngoài này không còn một lớp keo này, nó cháy tới nó mà nó cháy thành than luôn đấy. Đấy, anh em hiểu là nó đánh cỡ nào nhé. Rồi phải nói con này đánh dữ lắm thì nó mới cháy như vậy, chứ không bao giờ nó như vậy đâu. Bình thường ấy, nó cháy là nó chỉ cần là nó chảy keo thôi là nó cháy rồi. Còn cái con này nhá, nó cháy rồi này, em nhìn này, nó cháy là băng keo là không còn gì nhé. Nói chung là nó thành than đấy, nó cháy thành than đấy. Ui rồi này, ui rồi em xem là từ bên trong này, từ mặt trong này đến mặt ngoài này không còn một cái lớp băng keo nhé. Này, ui rồi đây, ui rồi xem này, đâu thử xem này nó quấn bao nhiêu nhá. Này, một này, hai này, ba này, con này cuốn 4x4 này đúng không ta, 1 2 3. Con này nó cuốn sơ cấp là 4x4 nhé, 4x4 mà nó cháy từ trong ra ngoài nhé, không còn một cái lớp băng keo luôn. Nói chung là không còn nguyên vẹn luôn nhé. Cái này mà khách bảo là nó còn kêu được là mình cũng thấy là cũng tải đấy. Rồi này, băng keo em sẽ băng keo này, nhìn này, này cháy là không cách gì thành than này. Đấy, một đo thử đây, 1 2 3 4 đúng rồi. Con này cuốn 4x4 đúng là từ bên trong ra bên ngoài không còn một tí một cái lớp keo luôn này, toàn là cái bụi, cái mặt than này. Đấy, thế này mà hết. Thế này mà cái dàn phét này nó không nổ thì cũng là hơi tái mà. Phét là không hề nổ nhá, mình chưa đo thử mà mình thấy là bên ngoài không nổ nhá. Thế này mà dàn phét là nó không nổ, nói chung là phét này nó cũng hơi bị tái đấy. Này, than. Băng keo là cháy đúc thành than luôn. Kinh khủng thật. Mình nghĩ là cái này nó không có bị phóng điện đâu, bởi vì là nó bị hầu như là bị oxy hóa rồi, nó oxy hóa bề mặt rồi cho nên nó không bị dính điện đâu. Cái đồng lá này là đồng lá hình như là 2,5 gem nhé, đồng lá mỏng lắm, con này đồng lá mỏng dính à. Rồi tay đang thui này, đúng là hôm nay gặp cái quả máy cháy không còn gì luôn. Nhìn này, rồi Cái bùi này mình hít vô chắc là ung thư phổi sớm luôn. Chắc cái con này mình bỏ nhá, bởi vì nó một cái trơn này. Này, mình nhổ chân ra mà nó bị lấy luôn cả cái này. Nói chung là cái chân này thì nó một cái rồi nhá, nó bị quá nhiệt rồi sinh ra rồi nó bị giòn ấy. Lúc này mình cắm vô thì chắc chắn nó sẽ gãy nhá. Này này, bẻ nhẹ đấy lấy liền này rồi. Và cái bộ phe này thì mình chắc mình cũng bỏ luôn, bởi vì chắc chắn là đánh nóng quá nó sẽ bị giảm cái hiệu suất đi, cho nên thôi đấy, bỏ một tí. Nhưng mà mình làm cái bộ phe mới thì nó sẽ ok hơn, hiệu quả hơn. Rồi ok, thì đây là mình con này mình cũng đã ráp xong hoàn chỉnh nhá. Đấy, đây cho anh em xem. Đây, sau khi mà vô hộp đây, mảnh nó hoàn toàn là mới nhá. Đấy, cũng đã làm vệ sinh rồi cho nó mới tất cả nhá. Hộp cũng là làm, cũng đưa ra vệ sinh rồi rửa cho nó sạch sẽ nhá. Nói chung máy hiện tại bây giờ nó nhìn nó hoàn toàn là nó sạch sẽ luôn. Và mạch cũng đã làm lại nhá. Đây, cũng đã căn chỉnh rồi làm lại này. Bên ép cũng phải cuốn lại nhá. Ok, cuốn lại nhá. Rồi, tụ cũng đã căn chỉnh tụ lại cho nó hợp nước nhé. Đây, còn này sau khi làm lại đây, máy hiện tại bây giờ thì nó cũng đã hầu như là nó sạch sẽ nhé. Ok, rồi. Thì cái lý do mà con này nó đánh, nó bị cháy biến áp ấy, chính là do cái máy này ấy, nó căn dòng quá lớn. Đấy, nó căn dòng quá lớn. Hoặc là nôm na ra là cái người làm máy này, người ta không chịu căn dòng. Xong ấy, thì mình có đo dòng lại. Mình có đo dòng lại. Thì cái dòng ở cái mức thấp nhất nhé. Dòng ở mức thấp nhất và chưa bật nước mạnh, tức là công tắc mình để nước yếu, và cái nung chỉnh này mình để cái mức thấp nhất, mà dòng nó đã nhảy lên khoảng tầm là 45A rồi. Đấy, đã nhảy lên khoảng tầm là 45A rồi. Chứ nếu mà nó lên 100 nhé, và cái nước này ở nước mức cao này, mức mạnh này, thì dòng của nó phải ngốn tới gần 100A nhé, phải ngốn tới gần 100A. Đấy, thì đó chính là cái lý do mà khiến cái con biến áp này nó bị cháy này, là do nó bị quá dòng này, đấy, cao này. Và mình lên volume ở mức 100 này thì nó ngốn tới tầm gần 100A. Đấy, gần 100A ở mức bóng 1000W. Còn vô tình gặp vùng nước nặng hơn, nước phèn, nước lợn nặng hơn, nước tạp chất nặng hơn đi, thì nó phải ngốn tới hơn 100A. Thì đó chính là lý do khiến cái biến áp này nó bị cháy này. Đấy, nó bị quá nhiệt và nó bị cháy này. Đấy, cho nên là việc anh em không căn dòng ấy là hoàn toàn sai nhé. Máy LC20 là hay là máy cầu H hay là máy IGBT ấy, nó cũng đều căn dòng hết. Ok, nó cũng đều phải căn dòng hết. Đây, tới cái phần quạt ấy thì mình cũng phải câu ra ngoài nhé. Đây này, quạt mình câu ra ngoài nhé, bởi vì cái chất quạt của nó ấy, cái máy zin này nó làm sai. Đấy, cái bản zin này, cái jack zin này nó làm sai một chỗ, đó chính là nó dùng cái quạt này với cái phần nguồn dao động này nó chung với nhau, tất là từ dưới nguồn ấy nó đi qua một con diode, rồi nó vừa cấp cho quạt, nó vừa cấp cho cái phần dao động này, sinh ra là khi quạt chạy, cái quạt nó chạy nó sẽ bị ăn dòng và nó sẽ bị nhiễu, và nó làm cho cái phần IC dao động này nó bị nhiễu theo, và là nó làm cho máy này nó bị yếu và nó chạy không ổn định. Ok, rồi sau một hồi mình test ấy, thì là chết con thứ nhất là chết con diode phần quạt và phần dao động này mình cũng đã thay rồi, nhưng mà nó vẫn bị nhiễu, cho nên mình phải câu cái quạt này câu ra ngoài nhé, và sử dụng cái con diode riêng đó, tức là mình phải dùng cái con diode cho quạt riêng và con diode cho phần IC riêng thì nó mới chạy được. Còn khi mình dùng chung với cái hai cái này với nhau ấy thì là nó sẽ chạy, nó sẽ gây ra hiện tượng là bị nhiễu nguồn. Đấy, nó bị nhiễu nguồn và làm cho phần IC này nó chạy nó không ổn định, và nó làm cho máy này nó bị nhiễu và nó yếu đi, mặc dù là bình vẫn mạnh nhé, nhưng mà nó sẽ bị yếu đi. Đấy, cho nên bắt buộc ấy là mình phải câu ra ngoài, câu cái quạt này đi cái phần nguồn riêng cho nó thì nó mới không bị nhiễu. Ok, rồi sau khi mà làm xong tất cả con này, hiện tại bây giờ nó chạy rất ngon lành nhé, và máy rất khỏe luôn. Ok, rồi bây giờ mình test cho anh ấy xem nhé, cũng như cho anh em nào quan tâm nhé. Đây, rồi mình test coi thử nhé. Đấy, cái băm chậm này nhá, nó cũng tiếng nó rõ ràng và nó không có hiện tượng là bị nhiễu. Còn lúc đầu ấy thì nó bị nhiễu, nhưng mà bây giờ ấy thì là tiếng băm của nó nghe nó rất là rõ ràng nhá. Ok, đây. Đây rồi, mình lên volume này 20 nhá. Rồi công tắc mạnh yếu là bước mạnh nhá. Đây, coi đây. Bóng 1000 là sáng trắng bóng nhá. Đây rồi, lên mức full này, bình này nó hơi yếu nhé. 1000 là sáng trắng bóng. Đấy. Rồi. Còn đây là công tắc bật là đất trộn này. Đấy, rồi. Đây. Có 1000 là sáng trắng nhé. Cái này là đã canh dòng rồi nhé, chứ còn lúc đầu dòng nó lên tới tận 100A, bóng này nếu mà bấm là đứt ngay nhé. Đây là đá canh lạc còn tầm là nằm, con này mình canh lạc còn tầm là nằm 6 mấy an nhá, là ổn nhá, 5 mấy 6 mấy nhá. Đấy, rồi, tất cả ok nhá, quạt bấm cứu hạnh nhá. Rồi, đấy, máy này hiện tại là cũng xong rồi nhá. Rồi, đấy, ngon lành luôn, tất cả đều mới hết nhá. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đóng hộp và đi gửi cho khách nhá. Đấy, rồi anh nào quan tâm thì có thể liên hệ qua Zalo cho mình nhá. Rồi, ok, chào em nhá.